Không đi viếng đám ma nhà anh Dũng à? Anh gửi phong bì phúng viếng nhá, anh gửi phong bì và anh gọi điện nói chuyện với anh Dũng. Ngay lúc gia đình đang có tang. Cái đấy em không phải lo cho anh. Nhá, cái đấy em không phải lo cho anh. Những ai công việc như thế nào, sống với những người anh, người chị, người bạn như thế nào anh biết nhé. Nhưng chỉ cần mình biết là được rồi, đúng không? Mình không cần phải phô trương ở trên trang mạng, hay là mình không cần phải công khai, đúng không? Tôi quen người lọ, tôi quen người kia, đúng không? Hoặc là tôi đi chỗ nọ, tôi đi chỗ kia, anh nọ, chị kia, đúng không? Chả cần thiết cái đấy. Chỉ cần mình, người ta biết được mình là mình đã làm tròn những các cái gì nó về góc độ tình cảm, đúng không? Là được. Ok, cảm ơn Nguyễn Khang. Mình tức là như này, mình gửi phong bì. Thế nhưng cái người cầm phong bì ấy cho mình đấy, cái người cầm phong bì ấy nhá, lại phải lại thắp nhang lên cho mình đàng hoàng. Thắp nhang xong bắt đầu lại phải gọi điện cho mình, nhưng mà gọi là phải gọi FaceTime, gọi để hai người nhìn thấy nhau ấy, nói chuyện ấy. Tức là một cái máy này và một cái máy này, đấy, hai người này. Em chào chị Trần Lan nhé, em chúc chị buổi tối vui vẻ nhé. Em giờ có ở đâu, em nghỉ bán hàng được tháng rồi. Em nghỉ bán hàng được một tháng rồi. Rồi em đang đi ấy, đi vọc vạch, đi đất con nhà bà, đất con nhà bà Cát. Nghỉ rồi, chả biết sau này có bán không thì không biết được. Nhưng mà trước mắt thì tạm nghỉ đã.